lại với kênh Happy Life Australia. Hôm nay mình làm cái video này tương đối đặc biệt. Video này chủ yếu nói về tiền. Bởi vậy mình sẽ giới thiệu với các bạn cái chỗ này ha. Khi bước vô trong đó chỉ toàn là tiền không thôi. Mà chỗ người ta làm ra tiền luôn. Làm ra tiền đúng nghĩa là người ta in tiền. Tiền mà chỗ này đặc biệt người ta không có làm tiền giấy ha, và người ta in ra tiền cắt ha, đồng tiền cắt ha, tiền cắt ở Úc sử dụng như thế nào thì đây là cái nơi mà sản xuất ra đồng tiền cắt Úc, cái Royal Mint of Australia đặt tại thủ đô Canberra. Mời các bạn cùng mình đi quay. Khi các bạn tham quan đến nơi này, các bạn nên đăng ký online trước thì người ta sẽ có một cái tour để dẫn mình đi giới thiệu những cái chi tiết, cái cách người ta làm ra đồng tiền như thế nào, và cái tour này hoàn toàn miễn phí. Các bạn nhớ bước trước, họ cung cấp những cái thông tin rất là thú vị về lịch sử về đồng tiền Úc và cái cách sản xuất cái đồng tiền luôn. Đồng tiền này đồng tiền hiện đang lưu hành tại Úc luôn, và người ta cho mình nhìn vô cái nhà máy của người ta sản xuất đồng tiền ra làm sao luôn, rất là đặc biệt. Giống gì nhiều là nó ém xuống đó, 5 tấn. Cái độ nén. Còn cái này là tới độ nén. Cái đồng tiền mà mình xài á là cái độ nén của nó là sức nén có 120 tấn. Yeah. Cái đồng coin đó. We'll be right back.
that medal was so detailed. Yeah. They say you got the name on it and you can read them. Yes. Let me try. If I can see the name. I bet you have no idea what I just said. And the final point as well. Yeah. So unique. Riêng khu vực này là khu vực người ta làm những cái đồng tiền để bán đồng tiền lưu niệm, những đồng tiền đặc biệt hoặc là những cái huân chương, huy chương. Giống như nãy các bạn coi có hình ảnh những cái huy chương trong cái Olympic Sydney năm 2000 làm ở những cái phòng này. Những phòng này là, và đặc biệt là phòng này là người ta chống bụi một cách triệt để nhất để không làm ảnh hưởng tới cái chất lượng của cái đồng tiền. Cái bóc cái đồng tiền này, cái em gờ tiền này cái ngộ lắm. Cái làm cắt này rờ đó hả? Em gờ nó thôi, nó ngộ lắm. Cái gì vậy? Oh no no. Not so. Yeah. Oh. So cool hả? Yeah. Nhìn tưởng nó nổi lên nè. Yes. Yeah, ai cũng muốn gờ cho thử. Hey, you guys want to trick me hả mày? Hả? Đọc đi không? No, nothing. Oh. Special effect. It's actually on the inside. Cái này những đồng tiền mà đã lưu hành nhưng mà là có những cái ý nghĩa đặc biệt trong những dịp đặc biệt. Okay, I think I can look for these online. Did I have them then? Ok, thì đó là coi như là kết thúc một cái tour đi vào cái nhà máy sản xuất đồng tiền cắt ở Úc. Thì hy vọng các bạn thích cái video này, thưởng thức cái cách giống như người Úc họ làm tiền ra đồng tiền cắt như thế nào, cái quy trình làm sao ha. Thì coi như là cái video này là mình như một lời chúc đầu năm dành cho các bạn, cũng như cái lời nói ở trên cái bức tường này, túi đầy tiền, mặc dù trên này ghi là tiền lẻ thôi, pocket full of change, tiền lẻ, nhưng mà các bạn nghĩ là đồng tiền vàng mà nếu mà các bạn có nhiều thì nó cũng ra một số lượng lớn. Thì coi như một lời chúc đầu năm dành cho tất cả các mọi người, tiền vô như nước, dồi dào sức khỏe. Xin cảm ơn các bạn. Mình đang đứng trước chỗ con cái máy này ha. Cái máy này là làm ra một cái đồng tiền thật mình có thể xài được luôn. Ok. Nhưng mà để làm một đồng á, mình phải bỏ vô 3 đồng. Nhưng mà trải nghiệm mà, why not? Ok. I see now you want to do it. You want to do it. There you go. Put $3 to make one. Just put in and press the button. Nó nhập cái đồng tiền chạy ra. Yeah. Có tờ giấy chứng nhận luôn. Rồi, phòng âm pocket coin. Show me. Đồng tiền này là mới cái bằng 100% luôn, mới tinh luôn. Đồng tiền này mới là xài được đó nha. Dạ, yeah. Để cái nè, buông cái tay ra. Để đồng tiền lên. Beautiful. Quá đẹp luôn. Mới là lọ.
tiền có giấy chứng nhận không? Đúng lắm. It must be where you put it in. So beautiful. Save some space. Oh my god. Cái này là những cái đồng tiền vàng của năm con cọp. Con cọp á. 2022 á. Bộ này 13.500 đô. À. Đó. Biếu tặng gì các thứ là có. À. Quá nhiều tiền. Mà đếm tiền á, đếm cái này mới đã nè. Yeah. Ừ. Này gọi là tiền vô như nước nè. À, nó trào vô là được đó ha. Cái này là đúng nghĩa đen, cái bản là tiền mà tràn trề á, là đây là đó, nó tràn từ trong bình khuy nó tràn đứng kế bên cái chỗ này thấy nó khỏe liền à. Đúng rồi đó à, tự nhiên khỏe tự nhiên luôn.